Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một thí nghiệm nữa. Thí nghiệm phản ứng quả đông với chất X. Sau đó bên cạnh mình có cả thêm chất Y này nữa. Và các bạn đoán xem chất X và chất Y là gì nhé. Đầu tiên giới thiệu các bạn, chúng ta có sợi dây đồng ở đây. Dây đồng ở đây. Một cái sợi dây dẫn điện này mà mình sẽ lấy đồng ở đây các bạn nhé. Mình sẽ cắt đây. Mình sẽ dùng kéo mình cắt. Cắt được sợi dây đồng như này, nhỏ nhỏ như này các bạn nhé. Để đây. Ở đây mình có một ống nghiệm chữ Y, các bạn nhé. Còn nút cao su phía trên này, bên phía bên này chính là mình chứa dung dịch X, bên này dung dịch Y. Như vậy có thể thấy là cả dung dịch X và Y đều không có màu các bạn nhé, không có màu. Đấy. Tương ứng với các lọ ban đầu nó ở đây, mình đã cho vào trong ống nghiệm này rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy sợi dây đồng này, mình sẽ cho vào bên chữ X này. Sẽ mở ống nghiệm lại trước. Wow, các bạn thấy này, nó đã phản ứng rồi và dung dịch nó chuyển sang cái màu xanh như này các bạn nhá, xanh ui khí này phát ra này, rất nhanh nhá. Các bạn thấy được sợi dây đồng này, khí thoát ra rất là nhanh này. Nó có màu gì các bạn? Các bạn đoán được rồi đúng không? Đấy là có màu gì rồi. Sợi dây đồng gần hết rồi các bạn ạ. Còn một tí thôi. Wow. Lần đầu tiên mình tiến hành thí nghiệm này luôn các bạn ạ. Phản ứng dã man luôn. Một chút nữa thôi là sợi dây đồng nó biến mất luôn. À, như vậy các bạn thấy là cái dung dịch nó đã chuyển sang màu xanh. Đấy, xanh này. Xanh gì nhỉ? Chuyển sang màu xanh. Phía trên này có khí này. Đấy. Có màu nâu đỏ các bạn nhé, nâu đỏ. Đấy, thì hầu hết các bạn đều đoán được xem chữ X này là gì rồi đúng không nào? Như vậy là sợi dây đồng đã tan hết các bạn ạ, tan hết. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cái phần dung dịch phía trên bên này nhé, mình sẽ cho sang phía bên này, xem hiện tượng là gì các bạn nhé. Một ít thôi. Rồi các bạn nhìn thấy này. Đó. Đây là hiện tượng gì các bạn? Nhờ. Đấy, hiện tượng này rất lạ đúng không các bạn? Hay. Đấy. Nên bây giờ mình cho nhiều thêm một chút nữa xem hiện tượng như thế nào các bạn nhé. Cho nhiều thêm tí nữa. Nhiều lên. Đó. Bạn nhìn này. Càng nhiều hơn đúng không? Mình cho hết rồi nhá. Đây bạn nhìn này. Quan sát kỹ nhé. Bên này. Đấy như vậy này. Đồng cho dung dịch X đây, chuyển thành như này. Sau đó mình cho một ít dung dịch sau phản ứng này sang bên này. Hiện tượng như thế này. Đấy, mình sẽ cho tiếp nhé. Wow. Nhiều đúng không các bạn? Các bạn thấy này. Đó. Lắc thêm tí nữa này. Các bạn thấy này. Kết tủa bữa nay đây này, nó biến mất rồi các bạn ạ. Biến mất rồi. Hai màu xanh nào màu xanh khác nhau rất nhiều nha các bạn nhá. Màu xanh khác nhau rất nhiều. Nhưng chuyển sang bên này. Wow. Màu xanh như này luôn. Xanh. Như vậy là các bạn thấy cái màu xanh kia đâu mất rồi. Không còn nữa các bạn. Nó chuyển sang màu xanh này rồi nhá. Hiện tượng này mình cũng chưa giải thích được các bạn ạ. Đấy, còn cái màu nâu đỏ này còn một ít rất ít thôi, gần như hết rồi. Sờ ống nghiệm thì thấy hơi nóng một chút. Lưu ý các bạn nhé, thí nghiệm này các bạn không nên tiến hành ở nhà nhé, không nên tiến hành ở nhà. Các bạn xem video này cho vui thôi đúng không nào? Như vậy cuối cùng là các bạn đoán xem nào, dung dịch X và Y của mình sử dụng là gì nhé? Các bạn đoán đi. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem video này, rất vui. Hẹn gặp lại các bạn trong những thí nghiệm tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều nhé.